Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đã cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay thực sự đã bước sang một bước ngoặt hoàn toàn mới, sang một trang sử hoàn toàn mới, chỉ chờ đợi những quyết định đến từ Nga và Hoa Kỳ nữa thôi. Phương Tây tập thể do Mỹ dẫn đầu, chúng ta đã thấy cái nguồn viện trợ cho Ukraine đang bắt đầu đứt đoạn. Trên con đường là đứt gánh giữa đường, các đồng minh chư hầu thì đang mâu thuẫn, bước vào giai đoạn gọi là tự sỉ nhục lẫn nhau. Mối nhục nhã vô cùng lớn dành cho phương Tây là tại quốc hội của Canada. Còn những động thái đến từ Liên bang Nga thì như Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ nhận định là chưa biết được Điện Kremlin đang chuẩn bị điều gì cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine khi mà đang triển khai một lượng lớn quân đội áp sát tiền tuyến của Ukraine. Điều đó cho thấy Nga đang chuẩn bị mở rộng những chiến dịch quân sự biển. Và ngày hôm nay thì ngài Medvedev cũng tuyên bố thời điểm kết thúc xung đột. Thời điểm kết thúc xung đột. Vậy phương Tây tập thể sẽ phản ứng như nào trước cái tuyên bố của ngài Medvedev, à của Sergei Shoigu chứ, Bộ trưởng Quốc phòng của Nga, Sergei Shoigu tuyên bố. Thế thì trong lúc mà đồng minh và chư hầu của Mỹ đang gặp nhiều khó khăn trong chiến trường của Ukraine và họ đang bế tắc và sa lầy trầm trọng trong cuộc phản công lực lượng của trong Ukraine, thì tình hình ở tại châu Phi nó cũng đang gửi tín hiệu cảnh báo đối với Mỹ. Ở tại châu Phi nó đang gửi tín hiệu cảnh báo cho Mỹ. Thất bại của Pháp ở châu Phi là dấu hiệu cảnh báo đối với Mỹ. Cảnh báo đối với Mỹ. Quyết định của Tổng thống Pháp Macron rút đại sứ và quân đội của nước Pháp ấy, ra khỏi Niger theo yêu cầu của giới lãnh đạo quân sự hiện tại của nước này có thể coi là lời cảnh báo đối với vị thế của Mỹ trong một số khu vực bất ổn, nơi Washington đang tìm cách để tăng cường sự ảnh hưởng của mình. Trước đó là nước Pháp. Nhà lãnh đạo của Pháp ban đầu ấy, có lập trường là thách thức khi Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc lần đầu tiên phế truất Tổng thống Bazoum vào tháng 7 và yêu cầu đại sứ của Pháp rút lui. Cáo buộc đặc phái viên của cựu thuộc địa đã cấu thành một chính quyền đe dọa trật tự cộng đồng ở quốc gia Tây Phi này. Tuy nhiên thì vài tuần sau khi mà chính quyền quân sự rút quân, miễn trừ ngoại giao của ông ấy, thì ông Macron hôm Chủ nhật đã tuyên bố là rút toàn bộ đại sứ cùng quân đội của ông ra khỏi đó đi dây trong năm nay. Việc rút lui này sẽ đánh dấu lần rút quân mới nhất của Pháp khỏi các nước châu Phi trong những năm gần đây, bao gồm Burkina Faso, Cộng hòa Trung Phi và Mali, trong bối cảnh làn sóng chống Pháp trong các lục địa đang tăng lên. Nhưng khi Lầu Năm Góc quyết tâm ấy, duy trì khoảng 1.100 quân ở tại Niger và tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Phi, nhà phân tích cũng chia sẻ lập luận rằng là Washington nên chú ý đến bước thụt lùi của Pháp. Tôi nghĩ về thông điệp mà sự thất bại của Pháp ở tại khu vực Sahel gửi đến, đặc biệt là đối với Mỹ, là việc khiến cho sự thành công của chính sách an ninh và của bạn phụ thuộc vào các chế độ đó là mua chuộc, tham nhũng và bất hợp pháp sẽ mang lại những rủi ro lớn cho nước Mỹ. Việc người Pháp rời khỏi Burkina Faso, Mali cũng diễn ra sau những biến động chính trị do các nhân vật quân sự ở hai quốc gia Tây Phi này lãnh đạo. Cả hai đều nổi lên là những người ủng hộ nhiệt thành nhất của ở tại Niger. Đầu tháng này thì một sự thay đổi chính phủ đột ngột khác đã làm rung chuyển khu vực ở tại đó là Gabon, nơi mà sự hiện diện của quân đội Pháp hiện vẫn là một dấu chấm hỏi. Các sự kiện ở tại Niger có khả năng gây ra hậu quả đặc biệt. Trước khi Bazoum bị lật đổ, Niger từng là trung tâm của các hoạt động chống khủng bố của Pháp và Mỹ ở khu vực Sahel, nơi các nhóm chiến binh bao gồm các chi nhánh của đó là Al-Qaeda, nhà nước Hồi giáo đó là IS có sự hiện diện đó là tích cực. Nhưng với sự rút lui của Pháp, nó đã gửi tới cho Mỹ một lời cảnh báo nơi đây. Tất cả những gì có tầm ảnh hưởng của Mỹ và Pháp ở tại châu Phi đều nhờ vào những chính quyền mua chuộc, nhờ vào những chính quyền tham nhũng.
nhờ vào chính quyền thuộc địa, chứ không phải nhờ vào tầm ảnh hưởng của nó. Và Pháp đã không thể chịu đựng được tiếp tục tồn tại lại ở tại thủ đô Lycée, buộc phải rút quân và rút toàn bộ đại sứ ra khỏi Lycée. Đây được coi là một hiệu ứng domino sụp đổ hệ thống thuộc địa của Pháp ở tại châu Phi nói chung và Tây Phi nói riêng. Đây gọi là một sự thất bại trong chính sách thuộc địa của phương Tây tập thể, tân thuộc địa phương Tây tập thể, và đang gửi lời cảnh báo tới cho Hoa Kỳ đấy. Thì trong lúc mà bản thân Mỹ cùng với đồng minh đang mất đi những vị thế quan trọng ở Trung Đông cùng với là châu Phi và phần còn lại của thế giới, thì tình hình ở tại Ukraine ngày càng trở lên thách thức lớn hơn đối với phương Tây tập thể, ngày càng trở lên thách thức nhiều hơn. Như Đại tướng Sergei Shoigu bất ngờ nêu thời điểm kết thúc hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết tại cuộc họp cấp bộ trưởng rằng quân đội của Nga sẽ tiếp tục chiến đấu để đạt được các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại sứ Sergei Shoigu tuyên bố là Mỹ và các đồng minh tiếp tục trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine, còn chế độ Kiev tiếp tục cử binh lính chưa được huấn luyện tới các cuộc tấn công vô nghĩa, tàn sát. Ông Sergei Shoigu cho rằng những hành động hoài nghi như vậy của phương Tây và đồng minh của họ chỉ có thể đẩy Ukraine tới chỗ tự hủy diệt. Bộ tiếp tục tăng cường sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang của Nga bằng cách là cung cấp các loại vũ khí hiện đại hơn. Bộ trưởng Sergei Shoigu kết luận là việc thực hiện nhất quán các biện pháp và kế hoạch hoạt động cho đến năm 2025 sẽ cho phép chúng tôi đạt được tất cả những mục tiêu. Tức là thời điểm kết thúc sẽ là năm 2025. Trong một diễn biến khác thì nhiều người ở Nga đã phản ứng đau đớn trước sự biến mất của công ty quân sự tư nhân Wagner khỏi lĩnh vực đó là thông tin này. Theo các tin thì điều này cũng dễ hiểu vì khó có thể chấp nhận được sự kết thúc chặng đường quân sự vẻ vang của BMC nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên thì có vẻ như các chiến binh Wagner đang quay trở lại. Một phóng viên quân sự đã viết rằng các đơn vị BMC Wagner hiện đã đến khu vực chiến sự ở Kherson. Các nhóm tấn công của họ được phân bổ giữa các khu vực, không có thêm thông tin chi tiết nào về việc này. Và đây gọi là sự quay trở lại của BMC Wagner khi mà ký hợp đồng với lại quân đội của Liên bang Nga. Theo các báo cáo chưa được xác nhận thì vẫn chưa có thỏa thuận chính thức nào giữa BMC Wagner và Bộ Quốc phòng của Nga về việc điều chỉnh hành động của các chiến binh Wagner. Nghị sĩ của Nga nói rằng ông đã đệ trình một gói dự thảo luật cho phép lực lượng vệ binh của Nga có các đơn vị quân sự quân tình nguyện của riêng mình. Điều đáng lưu ý là truyền thông Ukraine đã xác nhận sự trở lại của các chiến binh Wagner. Các chiến binh Ukraine bị bắt nói rằng các binh sĩ quân đội của Ukraine hoảng sợ khi nghe ai nó nói về BMC Wagner. Chỉ cần nghe về BMC Wagner đi tới tiền tuyến thôi thì quân đội của Ukraine đã mất đi tinh thần chiến đấu rồi, và cũng là nỗi sợ hãi đối với Mỹ và Âu ngày hôm nay. Vậy là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã nói rất rõ thời điểm kết thúc xung đột là 2025, tức là 24 vẫn còn tiếp tục và kéo dài sang tới 2025. Đây chính là một lời thách thức với phương Tây. Nếu như còn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine không còn cơ hội tồn tại là một nhà nước toàn diện nữa. Nó không còn cơ hội nữa. Vậy là Mỹ và đồng minh hiện tại đang mất đi những địa điểm chủ chốt quan trọng, từ sườn đông NATO đến Trung Đông và đến Tây Phi, đang dần bị mất đi. Ở Trung Quốc thì đánh giá Ukraine đã đưa châu Âu đến với điều gì? Nguồn cung cấp ngũ cốc của Ukraine và tình trạng cạn kiệt vũ khí của các nước nhỏ đã làm châu Âu chia rẽ sâu sắc trong việc hỗ trợ cho Ukraine. Nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Goldman Sachs. Sự chia sẻ về việc hỗ trợ Ukraine diễn ra một cách đó là công khai, vị chuyên gia Trung Quốc nhận xét. Ông cũng lưu ý rằng là các nước châu Âu không hài lòng trước việc ngũ cốc của Ukraine tràn ngập, không hạn chế thị trường của họ và nguồn dự trữ quân sự của chính họ cũng đang bị cắt giảm. Các quốc gia nhỏ ở châu Âu không còn đủ vũ khí trong kho để hỗ trợ cho Ukraine. Điều này có nghĩa là khả năng quân sự của nhiều quốc gia châu Âu ấy đã đến giới hạn do xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài trong suốt hơn một năm.
Vào ngày 15 tháng 9, Ủy ban châu Âu từ chối gia hạn các quy định hạn chế đối với việc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp của Ukraine vào các nước đối EU giáp biên giới với các nước này. Để đáp lại thì chính quyền Slovakia, Ba Lan và Hungary tuyên bố là đơn phương áp đặt lệnh cấm vận với các sản phẩm ngũ cốc của Ukraine và đã gia tăng mâu thuẫn giữa Ukraine và Ba Lan tới đỉnh điểm cao nhất. Và việc mâu thuẫn giữa Ukraine và đồng minh của Mỹ nó sẽ khiến cho Ukraine phải trả một cái giá rất đắt. Ukraine ngày hôm nay đã trở thành một quốc gia ăn mày toàn diện, nhưng lại trịnh thượng để lên án bất kể quốc gia nào trên thế giới. Trong khi đó thì đại sứ của Nga ở tại Liên Hợp Quốc chia sẻ là Đức, Đan Mạch và Thụy Điển được chỉ thị phải che chắn cho Hoa Kỳ. Không chỉ Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đâu, mà cả phương Tây tập, cả châu Âu ngày hôm nay đều nhận chỉ thị này. Phải che chắn và bảo vệ cho quyền lợi nước Mỹ. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển được giao nhiệm vụ che chắn cho Mỹ trong tình huống xung đột xung quanh vụ nổ đường ống dòng chảy phương Bắc. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc chia sẻ điều này với báo chí. Vì Đức, để Đan Mạch và Thụy Điển được giao nhiệm vụ che chắn việc anh cả bên kia đại dương của họ liên can đến vụ việc này, nên các nhà điều tra ở đó bị trói tay, bịt miệng, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy những chính sách như chính nhà báo Hốt nói cho chúng ta biết này, sau cuộc gặp với John Biden và Arnold, các cơ quan tình báo của Mỹ và Đức được chỉ thị đưa ra một phiên bản thay thế mô tả diễn biến sự việc và dần dần tiết lộ phiên bản đó cho giới truyền thông. Như đại diện thường trực lưu ý, đây là những gì họ đang làm hiện nay, chỉ là những điều bịa đặt được đưa ra quá sai sự thật. Chính Hoa Kỳ đã tước bỏ đi quyền lợi của đồng minh của mình qua dòng chảy đó là phương Bắc. Vụ dòng chảy phương Bắc đó là một vụ khủng bố phá hoại tầm quốc tế, nhưng mà chính Liên Hợp Quốc phương tập thể thì hoàn toàn gì ạ, không quá quan tâm, bởi vì việc phá hoại này đang mang lại lợi ích cho chính nước Mỹ, khiến cho đồng minh của Mỹ buộc phải ngồi trên con thuyền của Mỹ hỗ trợ Ukraine và chống lại Nga. Nhưng mà chính cái điều đấy nó lại càng làm cho gì ạ, đồng minh của Hoa Kỳ bị phụ thuộc nhiều hơn vào đó nước Mỹ, bị phụ thuộc với giá cả đắt hơn. Nhưng bản thân những đồng minh có nói được gì đâu. Trong khi xung đột ở tại Ukraine vẫn giao tranh rất ác liệt. Trong những cái lúc trong quá trình mà giao tranh như vậy, điều mà Ukraine đang cần là nhận được những cái gói viện trợ cần thiết để đáp ứng cho các cuộc phản công. Nhưng rất tiếc là bản thân phương Tây tập thể đã không đáp ứng được cho nhu cầu của cuộc phản công Ukraine. Trong khi đó, Nga tiếp tục chút đòn thù phá hủy sân bay ở Tây Ukraine sau vụ tấn công tên lửa vào Crimea. Gần đây, Nga còn xóa sổ một kho đạn dược chứa tới 3.000 tấn. Vị đại tá cựu cố vấn của người đứng đầu Lò Đông Góc cho biết trên kênh YouTube cá nhân của mình, sau vụ tấn công tên lửa vào trụ sở hạm đội Biển Đen ở Crimea, Nga đã xóa sổ các sân bay ở Tây Ukraine, nơi các máy bay ném bom Sukhoi Su-24 đồn trú. Máy bay Su-24 phóng tên lửa dẫn đường tầm xa do Anh cung cấp vào các mục tiêu Crimea và cất cánh từ biên giới phía Tây Ukraine ở gần Lvov. Cựu đại tá cho biết có một số sân bay như vậy ở Tây Ukraine và người Nga đang theo dõi chúng. Theo hầu hết các báo cáo gần đây thì lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình của Pháp để tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Các chuyên gia đã chất tên lửa lên một phương tiện và đưa nó tới bãi tập kết để tiêu hủy này. Tên lửa tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol được phóng từ hai máy bay Su-24 của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng kết quả Nga đã chút đòn thù tấn công và xóa sổ một số sân bay ở phía Tây. Gần đây Nga liên tục tấn công bằng tên lửa dẫn đường tầm xa UAV tự sát
để xóa sổ những cơ sở hành chính quan trọng, những cơ sở quân sự quan trọng, những kho đạn dược mà phương Tây đã kịp thời chuyển giao cả, và kết quả nó đã đăng xuất trước khi đưa ra chiến trường. Những thông tin trong những ngày gần đây chúng ta chỉ thấy một phương Tây tập thể đang trong những hơi thở thoi thóp và có thể phải quyết định rút oxy cho Ukraine, rút oxy khỏi Ukraine, và Ukraine sẽ đầu hàng Nga một cách vô điều kiện và ký vào văn bản, văn kiện chuyển giao đó là quyền lực, là sức mạnh cuối cùng, là giá trị cuối cùng của ông Zelensky mà Nga sẽ sử dụng. Và có lẽ đây cũng là lý do mà Nga chưa tấn công trung tâm đầu não ở tại thủ đô Kiev. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.